Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Sáng nay tại Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ toàn thành phố thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Hướng đến mốc son chói lọi là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn trên toàn thành phố sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng cũng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của đoàn ta, thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ thời kỳ mới, ra sức thi đua trong học tập, rèn luyện, lao động, công tác, trong tham gia các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành đoàn đã công bố 10 chỉ tiêu thi đua được phát động trong 90 ngày cao điểm, trao công trình thanh niên cấp thành phố với 7 khu vui chơi trẻ em tại 7 quận huyện trên địa bàn với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng, trao 20 suất quà cho Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố. Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã phát động cuộc thi sáng tác clip với chủ đề Thời tuổi trẻ sôi nổi, nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang, quá khứ sôi nổi của tổ chức đoàn tại các địa phương, đơn vị, phát động phong trào 90 ngày thay đổi thói quen, chung tay bảo vệ môi trường nhằm lan tỏa những hành động đẹp, thói quen tốt cho cộng đồng.